Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa cho hay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Một người đàn ông giết vợ mình và hai phụ nữ can ngăn rồi bỏ trốn. Thông tin ban đầu do mâu thuẫn gia đình, khoảng 5 giờ cùng ngày, Phan Danh Hưng, ngụ thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân dùng dao đâm chết vợ. Lúc này, người cháu gái và một phụ nữ hàng xóm vào can ngăn cũng bị Hưng đâm tử vong. Theo lãnh đạo xã Diên Xuân, sau khi gây án, Phan Danh Hưng đã bỏ trốn. Được biết, sau khi gây án khiến ba người phụ nữ chết thảm, Hưng đã lên ô tô. Và theo hàng xóm, Hưng làm thợ hồ ở địa phương, là một người khó gần. Vợ chồng Hưng có hai người con. Gần đây, vợ chồng Hưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc. Nhiều lực lượng công an Khánh Hòa và địa phương đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai người liên quan để làm rõ án mạng. Hàng chục cảnh sát khác đang lần theo dấu vết và truy bắt nghi can. Thưa quý vị, hôm nay người dân Hà Nội có thể trải qua ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 độ C. Miền Bắc duy trì trạng thái nắng nóng đến hết ngày 3 tháng 6, sau đó khu vực sẽ chuyển mưa dông và nhiệt độ sẽ giảm nhẹ. Hôm nay nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến từ 36 tới 39 độ, có nơi trên 40 độ C. Thời điểm có nắng nóng gay gắt nhất nằm trong khung từ 12 tới 15 giờ, tập trung tại nhiều tỉnh thành phố Tây Bắc Bộ như Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai. Ở Hà Nội, thời gian có nắng nóng trong ngày duy trì từ 11 tới 18 giờ. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô được dự báo lên tới 38 độ C. Người dân sẽ cảm thấy oi bức hơn so với một ngày trước. Đáng lưu ý, mức nhiệt cảm nhận ở ngoài trời khả năng cao hơn từ 2 tới 4 độ C so với nhiệt độ dự báo, phụ thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa. Người dân hạn chế tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao do nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Cơ quan khí tượng dự báo tình trạng nắng nóng duy trì tại Bắc Bộ đến hết ngày 3 tháng 6. Sau đó, khu vực bước vào đợt mưa dông mới khiến nền nhiệt giảm nhẹ. Mưa tập trung ở vùng núi và trung du trong khoảng thời gian chiều tối và đêm, liên tục trong các ngày từ 4 đến 8 tháng 6. Trước việc thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận có ca tử vong vì dịch tay chân miệng, các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh tay chân miệng chủng virus độc lực mạnh là EV71 có thể tái xuất năm nay. Đây chính là chủng đã khiến 100 trẻ tử vong vào năm 2011. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận bệnh nhi mắc chủng EV71. Đây là chủng virus có độc lực cao. Theo các bác sĩ của bệnh viện này, mỗi năm dịch bệnh tay chân miệng bùng phát sẽ có những chủng virus khác nhau lưu hành. Tuy nhiên, đối với chủng EV71 có độc lực cực cao, bệnh nhân dễ chuyển biến nặng như suy hô hấp, suy tim, ảnh hưởng đến não. Chủng EV71 mỗi lần xuất hiện sẽ khiến trẻ dễ ảnh hưởng đến chức năng sinh tồn, hô hấp, phù phổi, tỷ lệ tử vong rất nhanh. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay thấp hơn 1.670 ca, bằng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, với việc xuất hiện chủng EV71 sẽ khiến tình hình đáng lo ngại hơn. Hiện tại các bệnh viện thành phố đều thực hiện được các xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, thì chẩn đoán dựa vào lâm sàng, chỉ xét nghiệm tìm tác nhân đối với các trường hợp bệnh nặng để phân biệt với các bệnh lý khác và nghiên cứu dịch tễ. Quan trọng hơn trong công tác điều trị là phát hiện sớm các dấu hiệu nặng để kịp thời nhập viện và điều trị theo phác đồ. Mới đây trên mạng xã hội Facebook, một người dùng chia sẻ câu chuyện bị dị ứng nặng sau khi dùng một loại viên ngậm trị ho phổ biến trên thị trường. Đáng nói là trước đó người này đã dùng sản phẩm này nhiều lần mà không có biểu hiện gì khác thường. Câu chuyện này đã khiến nhiều người lo ngại bởi viên ngậm trị ho là sản phẩm rất phổ biến, được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo không chỉ viên ngậm trị ho mà bất cứ loại thuốc nào cũng có thể gây dị ứng. Việc người dân tự ý mua thuốc điều trị không chỉ gây dị ứng mà còn có thể gây ra nhiều nguy cơ khác cho sức khỏe. Liên quan đến trường hợp kể trên, các bác sĩ cho biết bất kỳ ai cũng có thể dị ứng một trong số các thành phần của các loại thuốc. Có người phản ứng ngay nhưng cũng có người biểu hiện lại chậm hơn, phụ thuộc vào cơ địa. Cùng sản phẩm, cùng một tên thương mại nhưng lô thuốc này có thể gây dị ứng, lô khác lại không. Và những người có tiền sử dị ứng sẽ dễ bị dị ứng hơn những người khác. Phụ thuộc vào cái cơ địa người bệnh. Để khi mà cái cơ thể nó đủ, cái dị nguyên nó đủ cái phản ứng với cơ thể thì còn do phụ thuộc vào cái cơ địa người bệnh. Để khi mà cái cơ thể nó đủ, cái dị nguyên nó đủ cái phản ứng với cơ thể thì sẽ có các biểu hiện trên da rồi các cơ quan khác. Và một trong nhiều quan trọng mà khi mà chúng tôi đánh giá thì một trong những cái nguyên nhân mà đối với các dị ứng thuốc đấy là hay xuất hiện ở các lá dược.
bởi vì là cùng một hoạt chất, nhưng mà tên thương mại khác nhau, thì có thể loại thuốc này dị ứng nhưng loại thuốc khác lại không dị ứng. Hoặc cũng có thể cùng một sản phẩm, cùng một tên thương mại nhưng lô thuốc này lại có thể không dị ứng nhưng lô thuốc khác có thể dị ứng. Nó có liên quan đến tá dược và đặc biệt là cái đường dùng của mình, liều lượng dùng, cách dùng. Cũng theo bác sĩ Dũng, tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, lượng bệnh nhân đến với các biểu hiện dị ứng thuốc khá nhiều, trong đó đa số có triệu chứng nhẹ. Những bệnh nhân này sẽ được kê đơn, điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân dị ứng nặng ít hơn, những người này cần được nhập viện điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, với việc tự ý sử dụng thuốc như hiện nay, sẽ có nhiều người dân gặp tình trạng dị ứng thuốc. Có những trường hợp thì mặc dù là cái thuốc mình dùng rất đơn giản, nhưng mà tổn thương bệnh nhân thì khá nặng. Đặc biệt là những cái tổn thương nặng trong dị ứng thuốc, nó có thể xuất hiện những cái tổn thương nữa như là hội chứng, các anh chị biết là hội chứng Stevens-Johnson hoặc hội chứng Lien. Đấy là những hội chứng rất là nặng, tổn thương nhiều cơ quan với nhiều bọng nước ở trên da. Và những cái bệnh nhân như thế thì điều trị rất là phức tạp, và cái có thể rất nhiều bệnh nhân mà điều trị không tốt có thể tử vong. Các hiệu thuốc bây giờ với vai trò của những người bán thuốc, của các nhân viên dược thì cũng tư vấn rất là rộng rãi cho người bệnh, và do vậy cho nên người bệnh người ta sử dụng thuốc một cách cũng khá là rộng rãi, thậm chí không thể nói là có thể lạm dụng. Và chính điều đấy cho nên nó sẽ gây ra những cái tổn thương mà ngoài mong muốn. Trên thực tế, hiện nhiều người dân vẫn có thói quen tự ý mua thuốc điều trị, không quan tâm đến tiền sử dị ứng thuốc. Tại nhà thuốc này, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 khách hàng đến mua thuốc. Tuy nhiên, rất ít trong số đó đề cập đến tiền sử dị ứng thuốc của mình. Có một số lượng rất ít là khách hàng chủ động kể đối với cả dược sĩ về tiền sử dị ứng thuốc của mình. Còn rất nhiều các trường hợp khách hàng không kể về cái tiền sử dị ứng thuốc, có thể là do khách hàng không để ý hoặc cũng có thể là do khách hàng quên mất. Và đội ngũ dược sĩ của nhà thuốc mình thì luôn luôn chủ động để hỏi cũng như là trao đổi với khách hàng để biết rõ hơn về những cái chi tiết hoặc là tình trạng của khách hàng có những cái biểu hiện dị ứng thuốc, để dược sĩ có được cách tư vấn này rồi hướng dẫn. Trước thực trạng trên, các bác sĩ cảnh báo bất kỳ loại thuốc nào cũng có thể gây dị ứng, do đó người dân cần có sự thăm khám, tư vấn trước khi sử dụng, nhất là với những người có cơ địa dị ứng. Các bác sĩ cũng khuyến cáo với những trường hợp dị ứng nhẹ, các triệu chứng của bệnh có thể tự hết sau vài giờ hoặc vài ngày ngưng sử dụng các loại thuốc đang bôi, tiêm hoặc uống. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân nhận thấy các biểu hiện của bệnh không thuyên giảm và ngày một nặng nề hơn thì cần đi thăm khám để được điều trị bệnh kịp thời.